tại thì anh em tụi em đang có mặt tại ở Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Và cách nhà chủ nhân của chiếc xe Dago Slanos này cũng không có xa lắm. Thì em đang tiến thẳng về, chỉ khoảng cỡ chắc 3-4 cây số thôi nha quý anh chị. Sau một cuộc hành trình, anh em tụi em cũng lặn lội từ bãi chi nhánh 3 ở Tân Phú, Đồng Nai, chạy xuống hơn 100 cây số để bàn giao cho khách hàng, ship tận nhà cho khách hàng luôn nhé. Và anh em tụi em tiếp tục là cuộc hành trình cũng lại là đi về một hướng khác, cũng là nằm trong trung tâm thành phố Biên Hòa. Và em sẽ áp tải hai chiếc xe, đó là một chiếc xe Kia Bride và một chiếc Honda Accord. Kính mời tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn trẻ tiếp tục theo dõi chương trình để thấy được hai chiếc xe với một giá thành cực kỳ hấp dẫn nha. Vâng, xin mời anh chị cùng theo em. Hiện tại thì bây giờ anh em tụi em cũng đã bàn giao xong chiếc Dago Slanos này về cho một anh trai ở thành phố Biên Hòa nha quý anh chị ha. Và bây giờ tiếp tục cuộc hành trình của anh em tụi em thì sẽ đồng hành với em vẫn là chiếc Muso, và em cũng tiến thẳng về thành phố Biên Hòa trong buổi chiều ngày hôm nay. Khu vực đó thì em chưa biết là chính xác là cái khu vực nào, thì em sẽ đi chiếc Muso này, em làm công vụ và em qua bên đó em sẽ mua hai chiếc xe tập lái, một chiếc Honda Accord và một chiếc Kia Bride. Quý anh chị nào thích sở hữu hai chiếc xe này trên đường với một giá thật kỳ ok thì anh chị alo cho em ha. Chạy đi, để chạy ra cho. Dạ, để chạy đi để làm cái khúc clip ấy. Đây là chiếc Muso sân dông sản xuất đời 2001 em lấy ở thành phố Bảo Lộc, và hôm nay thì em nó cũng đã đồng hành với em đang đi làm công vụ ở thành phố Biên Hòa nha quý anh chị nha. Chạy ra ngoài ga ra thay cái rombo cho anh. Đi bên nào? Đi theo xe, không biết ông đi đằng nào biết. Vâng, xe thì chạy tới đây và nó bị hở cái cổ bô, thì em cũng có mang ra ngoài gara gần ngay chỗ chân dài, em khắc phục luôn cho khách hàng luôn nha quý anh chị nha. Nhịp như hả nhịp ga cả. Thở cổ hay nó bể bầu. Xì cổ hả? Xì cổ hả? Nằm ở bên này nè. Rồi anh làm kính lại cho em đây nhá. Để hết lại coi. Để bị họ bay vậy, giờ anh làm kính lại cho em đây. À nó phè phè, tưởng tượng nó bị cái cổ bô. Vâng, và bây giờ anh em tụi em tiếp tục cuộc hành trình tiến thẳng qua bên khúc gần chỗ Tân Vàng để lấy hai chiếc xe anh chị ha. Và em vẫn lái chiếc Muso, đây chiếc Muso xăng dầu anh chị ha, máy dầu thì rất là hôi, máy dầu hôi lắm, nhưng được một cái là nó lợi dầu cực kỳ nha quý anh chị.